Chào các bạn nha, mình là Trung nha. Hôm nay mình chia sẻ về chiếc Suki các bạn. Suki đây là một chiếc Suki tồn kho nha các bạn. Nó sẽ được sản xuất vào năm 2008 nha các bạn. Thì cái mẫu này là mẫu phun xăng điện tử rồi các bạn. Tồn kho lâu ngày, hôm nay người ta bán cũng thanh lý các bạn. Để biết cái mình thì cũng không gành Suki các bạn. Nhiều khi cái xe lạ lạ ngộ ngộ nè, mình quay cho bạn xem. Đây xe nó nhỏ nhỏ giống như Mio vậy các bạn. Đây chưa có biển số luôn nha mày. Đây chưa có biển số. Chưa có lăn bánh luôn các bạn. Cái gai vẫn còn này nha các bạn. Chưa có lăn bánh luôn nha. Đây. Này FI nha các bạn. Phun xăng điện tử các bạn. Đây là một mẫu xe mình thấy là có chữ Đài Loan, là mẫu xe của Đài Loan. Đài Loan các bạn, Suzuki nè. Còn kho để lâu quá nó móc meo như vậy. Dấu gai đó thì mình chưa có thấy chạy luôn nè. Gai bánh xe mà để lâu quá nó nứt vỏ nha các bạn. Nứt vỏ hết. Thì mình ngó sơ qua mình không gành gì xe bạn. Các bạn cứ nhìn vô cái đáp vỏ mình cũng biết xe zin theo xe là cái đáp vỏ nó theo cái xe mình các bạn. Mình kìm tìm cái đáp vỏ các bạn xem nha. Ở phía trước thì cho dễ các bạn. Đây, còn xài cái mẫu đèn thường nha bạn. Đèn thường thì mình cho các bạn coi cái đáp vỏ nè. Đây là cái vỏ không ruột nha bạn, tấp lết. Thì 90-90-10 nè. Thấy nứt vỏ hết chưa? Để lâu quá nứt vỏ. Yeah, mình có ngó coi cái đát nó không nhiều để mình cũng xác định được cái xe này sản xuất năm mấy các bạn. Thì cái vỏ của Taiwan luôn nha bạn. Mình quay mình kiếm. Cái đát vỏ nó sẽ có cái khung đây đây nè các bạn. Đây nè. Này là tuần thứ 37 năm 2008 nha các bạn. 2008 nè, 08 nè, 2008 nè. Cái vỏ xe nó sản xuất cái năm đó thì cái xe này nó cũng tầm cái năm đó nha các bạn. Vì đó là một cách xác định nhanh cái đời xe các bạn. Mà nhìn vô cái đắp vỏ mà ai nói vỏ zin theo xe thì nhìn như vậy. Vậy đây, heo dầu. Đây cái vỏ chưa chạy mà nứt hết rồi mà. Để lâu cũng nứt hết. Mình cũng không biết đây là cái xe gì nữa, nó cũng lạ. Động cơ nó tương đối lớn mà, 125 phân khối luôn. Nhớt thì là 950. Dù khóa cơ nha bạn, hai chìa. FI nha bạn. Máy thì rất là im mà mình không biết nó hư là không có độ thay đâu các bạn. Để kỹ kỹ thôi, hư thua nha. Mình biết hư cái lô hàng này gì chắc có được mấy chục chiếc gì đó. Hư là coi như dục luôn nha các bạn. Hư những cái này là coi như bỏ nha các bạn. Không bao giờ có cái đồ để mình thay. Tên đó mày.